sai phạm nghiêm trọng vì lấn át không gian lăng Hồ Chí Minh. Vụ việc liên quan dự án trung tâm thương mại văn phòng ở 8B phố Lê Trực, Hà Nội. Bộ này vừa báo cáo Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng về việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan. Trước đó, hôm ngày 6 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tự phá dỡ phần công trình xây dựng trái phép, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Hôm ngày 10 tháng 10, văn bản của Bộ Xây dựng nói đây là sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc quang cảnh khu vực, gây tức giận trong dư luận xã hội. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản trị trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Bộ Xây dựng nói họ đã kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thành phố Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng trái phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao tòa nhà từ 53m lên đến 69m, tương đương 5 tầng. Dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình, nhưng bị cho là gây ảnh hưởng đến cảnh quan khu Ba Đình.